Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Hồi nãy giờ mình ở trong nhà thì mình nghe đốm lá gần gần ngoài này nè, mình tưởng đâu là ốp đốm lá để vút cọng, mà ra tới đây thì thấy đã đóng người luôn. Bữa nay không có đi mặn ốp hơn. Bữa nay có gì hai con? Có gì hai? Hư rồi. Ủa, chặt lá xong ốc có gì không? Dọn cái ốc ngò qua gì nói với đốt mà sao á? Để chặt luôn. Hôm nay không thấy đâu hết trơn hả? Hôm nay làm tăng ca suốt đâu có đi. Đâu có đi đâu đâu. Tăng ca hả? Hả? Không phải tăng cao 2-3 tháng rồi hả? Một tháng. Ừ. Thấy lâu ghê luôn á. Hôm nay không có gặp luôn á. Về 8 giờ chứ 9 giờ đâu có ngủ sáng làm tiếp đâu có đi đâu đâu. Bị chặt lá cho ốc nó vuốt hay gì? Dọn cho tắm hả? Dọn cho tắm. Điểm mũi, mũi không à. Mũi quá tay mũi luôn. Cắn mưa xuống nè, hồi nãy ra quạt nhật nè mà nó cắn mũi vừa. Bắt gặp ốc. Ốc kìa không? Đi đâu? Đứng ngoài bển chơi hay gì á. Đi qua nhà vậy hả? Chân hết chưa Út? Chân bị vậy? Bị đứt. Đứt sao đứt? Từ bắp lá hay đứt hay gì đó? Đạp nhau á, dao để xuồng đạp nhau. Để sao mà bạn xuồng có sao không? Trời ơi. Trời ơi, không băng bó gì lại hết trơn nhỉ? Chắc lành rồi. Trời ơi. Út nó không có kỹ gì trơn á. Nè. Đâu sao không? Chị coi coi. Là nó coi à. Thôi đốt coi ngay cái gốc gì mà nó không băng bó lại luôn à. Dễ sợ chưa? Thấy chưa nè. Nó sống lên, nó chảy máu, đi nó chảy máu á. Đi coi coi. Trời ơi, mô mô cái không à. Mình thấy giờ kéo được gì chứ? Dữ hả? Để tâm tàu luôn. Tự bên đó đó, vòng vòng. Đốn bớt vậy, sống. Trời ơi, ba cái chùa nó ấy. Chuột không? Đi qua nhà bà hai chơi thôi. Ơi chơi với Nhật hả? Rồi nghe em dữ lắm, hôm nay mẹ ơi mày cho con đi một lần đi. Đi đâu? Hôm nay á không có quà hâm quy. Vậy mà không cho người ta đây. Ta có không đâu, về tới thôi rồi. Đi con đi một lần chơi. Mẹ ơi cho con nghỉ đi. Mở chút đi, qua nhà chị chơi nè. Ừ, tắm đi. Đi rồi hồi gian coi em nha. Nay xu nhìn cao nhầm luôn rồi, đo ba hai cái này. Đâu ba hai đứng tới đâu con rồi? Nhận đâu kêu Nhật xu. Con có Nhật đâu rồi? Vô dẫn Nhật đi. Giờ rồi mình về, về trước. Rồi về, chút nữa qua chơi. Nha. Được chơi con. Giờ chị về chị chạy cá. Bữa nay ngày mai thì có cô chú Phước về ghé nhà mình chơi. Muốn tới thăm nhà mình. Cho nên là giờ mình về mình chuẩn bị mình chài cá để ngày mai nấu cơm cho cô chú ăn. Mời các bạn cùng đi với mình. Có chú Chín tinh cầu với con cá mà thôi để chài thử đi có bắt được không? Chài cá mau chị. Chài mau. Để chài câu cái động nó ăn vuột vuột vậy. Cái câu không được nhiều. Con móc lội mắt chết. Dạ trời cái nó chán thì mình giật cái gì khi lấy câu văn vô tới mắt nó. Vậy tội nghiệp hả? Ừ, bị kéo được mấy con lên bắt mấy con bắt còn mấy con thả tới lại. Chạy thử đi. Chạy được không chứ? Có con cái con gà nó làm gì? Chạy thế nào cũng có. Chạy hả tấm mà gì? Người ta nói bắt cá hai tay, con này mình khỏi bắt mình chạy luôn. Chạy chụp mất con giữ nữa. Bây giờ xuống đi cho nó xài á. Có không gì nha. Giờ mà bảy chạy toàn toàn nhưng mà bảy méo cái là mất tiêu luôn á. Ủa rồi vô rồi đó. Không biết có xảy xảy ra ngoài không đây. Kịch kịch luôn hả? Ủa nó vụt ra đâu tiêu đâu rồi. Vô đâu hết đây. Tôi kêu thông rồi. Đó. Ở đó. Ở xíu mà. Ờ quá chừng luôn kìa. Rồi vô. Mày cho đóng chung ra vậy. Được hai con. Được hai con hả? Hai.
Đấy, nó thôi, nó rơi hả? Cá thầy tượng. Con này con gì hả? Con cá khoe con huy. Cá thầy tượng. Cá thầy tượng. Được cho ăn cá thầy tượng. Nha đồ. Cá thầy tượng này nhỏ. Không còn cá thê à, con chừng nó đâm. Không được, từ từ. Từ từ. Rồi. Bắt ba đi. Bắt ra. Ai con thả giống con. Thôi mấy con này nó có đâm không? Không, có gì đâu đâm. Đâu không? Đâu có không? Đâu có da. Nó đâu có dầu thái nào đâu đâm. Quá tội luôn, cái lên cái nó ra tật. Rồi ấy cái đó làm sao không? Nó ra thành trái thì tốt quá. Bây giờ trời. Kìa, bắt con nó tiền. Giờ trời lại ngay chỗ đó nữa hả? Chỗ khác qua bên kia kìa mà bay. Qua bên đống củi kìa. Đi hết cái thô đi. Chạy được có nửa tròn à, được nửa hình tròn à. Đó, đó, nhóc luôn kìa. Đó, nhóc luôn kìa, cá tay tượng không luôn. Ủa, cá cái tay tượng rồi. Từ từ coi chừng gai đâm nha. Ôi cái thê kìa, cái thê bị chản luôn kìa. Hai con cái thê, hai cái thê. Ôi, coi chừng á. Đó, một ừ. Coi chừng nó giải hết tiền rồi. Trước nè. Rồi ba con. Vậy ba con được rồi không hả? Ba con một chảng hả? Chắc được rồi đó. Nắng tách luôn á. 2kg luôn á. Cá này bự luôn. Chảng. Đi vô rửa nó đi. Cá này con cả nè. Mặc đồ hả? Lẻ ghê á. Ba con này thôi hả? Để nhìn con nữa đi. Nhìn con nữa mày vậy. Cái đầu ăn đâu được. Mình chứ mà. Mẹ mình anh Út mới bẻ vườn ngày hôm qua. Rồi anh Út chưa có chở cho nên là vừa còn nằm đó. Mới có 2 ngày mà nó bị gắt nắng hết trơn. Tính ra mình chài về nhanh hơn mình câu ha. Ngộ quá. Ngộ quá ha. Câu nó móc mắt mơ nó chết. Nó có trình độ né rồi bà ơi. Rớt mình chạy cho nó né. Coi kịch kịch không bà ơi, kịch kịch không? Em ơi kịch ít vậy. Kịch ít hả, kể cá ít. Chạy mà có cá thì mình kêu là kịch kịch. Ôi nguyên cái cây chẻ không kìa. Vô cây luôn rồi có gì đâu. Trời ơi. Có cái gì nặng quá hả? Có không? Ủa, có gì đâu. Đây nữa, chạy lại. Đang chút chạy đi gọn mẹ ra coi đến vừa nha. Anh Út chở hả mẹ? Rồi lại gần ngay chỗ đó, cây vừa là bên kia. Bên kia. Bên đó đó. Hả? Gần cái ấy nó gần cái chỗ đó đó nó lại xuống nhiều. Lặng rồi. Chuối xình. Để chuối gì lắm. Cho nó chạy lên đùm ruột gà. Sát sao cho lính, sát sao cho sư phụ. Lính đâu? Lính. Dạ có thần. Lính là sư thần hả? Cái gì? Lính là sư thần là làm như lòng quang. Tùy cái màu vậy. Sư phụ, giải chai sư phụ. Chú xẹo rồi. Tiếng thấy gì trường à? Không nghe kịch kịch gì hết mà bay. Tại nghĩ nó vô đóng mì đó hết rồi.
qua dở cây mì lên qua mà phải phải thắng dở cây mì lên con. Không con nào tần hả à? Chạy tốt hết tần rồi rồi nó chạy vô đó rồi nó con rồi nãy nó ba con rồi giờ không có con thứ tư rồi à. Đây, nói vô đó rồi lại vô đó dở cây là không được á bà bảy dở cây mì lên cái có ba gan mái túi sáu chục giờ tiền dở tiền dở cây mì cho bà bảy dài nha mấy con cá rồi nó nấp cái cây mì sống gì đó cái mì này thì trồng ở trong bờ nhưng mà nó ngã ra ngoài cái dũng kìa 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 mà bảy kìa mà bảy tiền nó dời kìa mà bảy mấy con cá nó núp ở trong đây nè 2 3 vô từ tiền từ dưới con trai đi con hòn tiền gãi cái miệng tiền té con dũng đó đó cá phi không à ủa cái này tượng không à kéo mà bảy kéo không nổi ông có một con rồi rồi vậy là nó nấp ở trong đây rồi mà bảy không nấp trong đây rồi mới trong đây sao chạy nè kìa nó quẩn quẩn kìa mình nghi là nó chui vô đây nó nằm nè thấy giờ nó quẩn quẩn ở đây rồi vô vô sư phụ thấy chưa thấy chưa ồ gãy cái mì luôn rồi bèn lẹ tay với hồi tiêu vậy được không được chụp cái mì vậy gãy luôn rồi chứ cụp gì nữa cái củ mì bự dữ rồi hả đâu ôi cái củ mì nè ôi hai lại con cái củ mì nè ôi nè gì cái củ mì nè ôi củ mì bự dữ hả từ từ sao làm nổi lấy xà beng đào á thôi bự chảo luôn thôi bự chảo luôn mà mày ơi 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 tiện hồi chắc làm cái tẹt quá tay là không nổi đâu nổi lấy con dao chặt cái cây ra rồi mà bảy lại hả có chừng đây hả trời ơi của mày trời ơi nhờ con dưới đây còn con như có heo con nhờ con làm gãy cây mì nè của mày như có heo mà bự hơn tiền nè nhờ con làm gãy cây mì vô lên đây vô lên nè bự hết cái bự luôn làm sao tiền làm sao nó bật lên roi luôn hả tiền thì tiền đè thôi anh kia kìa nó giòn quá nó gãi cái này nè nó gãi cái miệng của mày người ơi có mày nấu ăn ngày có cây xài không có tiền nhậu với luôn rồi người ơi có mày nấu ăn còn một củ nữa lên lên con dao chặt luôn cái mì mày dưng heo ấy sợ thiệt chứ có mày thiệt cái bự vậy có mày đứng chân cũng lắm nữa thôi có mày nấu ăn còn củ tròn nữa nè mà bảy ngồi im đứng thành đó đợi chứ khác tiếp xíu nha mà bảy cứng dữ lắm cứng như cây vậy á con ơi cọng dây này là gì đó hả mẹ kéo cái mày lại sợ kia mày ngã ra đó cái con ngã rồi sợ gì nữa tiền nhậu đâu vô mà bảy tiền nhậu ầm dưới luôn rồi không có cây xài nhậu ầm rồi cứ ngắt hà cứ như cây vậy cây mà không được nha là bị xúc cát này con đổi mà bảy ơi lại hả ủa tiền với bảy ginh cái này lên được không không được phải chặt mới được cái thứ của mày toàn do như cái con bóng luôn trời cá tự nhiên nhảy kìa mày có mày ăn luôn có mày mì luôn trời nắng từ từ rớt tấm toàn rớt cái tấm toàn không rồi mẹ ôi cái củ mì nó bự dữ hả có kìa mày một mình con làm nên tất cả nó còn do à công nhận cái cây mì có 2 củ à củ mì mắc cười quá à mày nè mày mất cái đít rồi nè bỏ luôn cái đít đi đem ra đây rửa thôi tiền rửa của mày thử coi rửa của mày này củ mì này nó tốt nhờ ba nước này nè nước hữu cơ á ôi tiền cái hai củ mì đây cũng lộn cái tiền củ nào bự hơn củ này bự hơn dài hơn còn củ này vừa hoành nó bự hơn á chứ củ nào cũng vừa chán ờ không ngờ luôn củ mì này giờ mài ra làm gì ăn chứ khúc này nó già khúc này sơn không à chứ đâu khúc này ăn được có hơn nữa giờ nấu ăn đâu có ngon hả nấu ăn hết ngon rồi nấu cà ri hết ngon rồi nhà nó dẻo không vậy mình mài ra nó cà ri cũng phải mài ra
tôi chẻn con tiên gì vỡ lên ngồi. Chặt ra luôn tiền ơi. Ờ cứng rồi mày ơi. Tiền phát hiện được của mày tôi chẻn. Mẹ nói kêu mày không có cữu. Mẹ nói mày này không có cữu đâu. Mày rất lâu năm vậy đó. Ờ lấy con dao tài xồi à. Mày bẫy để cái tay mày bẫy lên. Mày bẫy nha. Ôi cái khung mày nó bự. Bự hơn đầu tiền. Cái đầu ai bự dữ gì đây. Đừng đứt ra kìa. Nó giòn rồi đạp cái gãy à. Đạp cái nó gãy vô tâm. Nó lỡ. Nó lỡ vô tâm. Gãy vô tâm. Chứ ngoài sơ không gọi bẻ thì bẻ rồi. Chứ sơ nó không ngon. Chừng nào mình ăn mình mới nó mới ngon chứ. Có hay chờ lỡ vô ha. Không có sơ thì nó giòn gụm nè. Thịt không à. Không có sơ. Thịt không à. Ờ của mì. Ờ hai cái của mì. Cái giống mì nè mình trồng được nè mà bẫy. Mày phải lấy cái xô lại đo đo của mày vậy, lấy cái xô, lấy cái chén liền. Lấy cái gì á? Đầu ơi nó nặng. Ôi. Ôi cả chục. Nè, kêu thắng nổi luôn. Nè. Nhìn thấy không? Nè. Ôi kêu thắng nổi luôn. Thôi cái này có khớp là nó bị mắc cái mũ hả? Ôi ơi, ơi. Nó xiết lại vậy hả? Xiết lại nó làm có khớp vậy. Có cái eo. Ừ. Bự nè, nhìn bàn tay con là biết liền à. Nè. Cái này làm những hầu lâu, người ta xiết cái hầu lâu vậy. Cũng bị ngang còn hơn gan. Hơn gan. Chán rồi. Thở cái này. Nè, hơn gan nè. Đây, bề này cũng hơn gan. Nó hưởng hơn cái bàn tay luôn nè. Cái ghê thiệt của mày. Giờ thấy cái đây như sạc. Này cầm lậu không nổi. Cái này mới chợ bán người ta sợ. Không mua. Không ai mua hả mày? Ta sợ nó tông nó bị hư nó bị sượng nó tông á. Này mình chẻ rồi mài chứ cầm nguyên cũ ai mài cho nổi. Ừ, phải bỏ miếng cá luôn. Bỏ cá luôn rồi kìa. Coi nè. Nãy con coi này nè. Đây, bữa mì mà cổ mì dữ vậy? Hai ngàn. Hồi nãy con đứng con bẹt cây mì đây mà bẫy dài cái gãy cây mì cái loại hai cụ mì ba lớn. Gãy mì thân tiện luôn. Gãy cây mì luôn. Nhén lọt vũ. Không có cây sải. Vậy mà không thối, cổ mì vậy mà không thối á. Vậy là mẹ nói cổ mì không cũ. Mẹ nói bà Thảo kia mẹ nhỏ cây mì lên nấu ăn mẹ nói mì này không có cũ. Nó không có ngập hôm đó. Trời ơi, bị làm gì vậy? Chân chân tôi phơi khô rồi đem tỉnh hả? Tới mùng 5 năm á. Thôi người về hội chợ được cây á. Vậy nên sao ta? Đi hội trường hội chợ tới cây. Thôi mời mời nấu ăn cái gì mời nấu được ăn. Thôi ấy gì nói. Cái này là bánh tằm. Bài làm bánh gì chứ bánh tằm ăn cũng nổi quá trời luôn. Mẹ. Dữ lắm. Nhớ về mày. Nhớ về mày. Mẹ giờ làm gì ăn mẹ? Trời. Ôi ai nè, ăn cho xếp. Em ngủ. Kêu một bãi đen cho nó thành bánh ăn đi. Em nói em ở không hồi lắm. Tối làm, tối làm gì đây chứ tối mệt mẹ là làm nói gì. Tối mà phải làm gì mệt. Mà về tối nghỉ. Tối nằm trời nghỉ. Trời ơi. Vậy thôi bắt cá lên. Bắt rồi chưa? Chưa, bỏ mình chạy luôn rồi. Thấy con mày bự quá bỏ mình chạy. Trời ơi, cái này còn ở đây hơn á. Vậy thôi hai con mày nó cũng khỉnh đất vậy thôi. Thôi thôi. Thôi thôi. Kìa kìa cát kìa. Có. 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 Cái nước cụm cá đổ rửa của mày hả? Lấy cái mì tầm hả mẹ? 4 con. Một con nhỏ, ba con bự. Nhiêu thôi hả? Nhiêu đó hả mẹ?